Nguyệt Mai xin kính chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Nguyệt Mai Vlog. Cả nhà ơi, hôm nay gia đình Nguyệt Mai sẽ đi tham quan thành phố Vũng Tàu. Hôm nay Nguyệt Mai sẽ đến đó xem coi thành phố Vũng Tàu trang trí Tết và quang cảnh như thế nào nha cả nhà. Nguyệt Mai mời cô chú anh chị và các bạn cùng tham quan Vũng Tàu với Nguyệt Mai nha. Mai đang đi trên con đường được xem là con đường đẹp nhất thành phố Vũng Tàu đó cả nhà. Hai bên và ở giữa có hàng cây rợp bóng xanh mát, không khí trong lành và rất là mát mẻ luôn đó cả nhà. Thời tiết hôm nay rất là đẹp, nắng vàng, bầu trời trong xanh, rất thích hợp để du khách đến đây tham quan và du lịch đó cả nhà ơi. Video này Nguyệt Mai quay vào lúc mùng 3 Tết cho nên lượng khách tham quan vẫn còn ít, con đường cũng khá còn vắng vẻ. Từ mùng 4, mùng 5, mùng 6 trở đi thì khách du lịch ở mọi nơi mới đổ về ở đây đông đúc nha cả nhà. Hôm nay vào mùng 3 Tết cho nên là nhà nhà vẫn còn đang đón Tết bên gia đình đi chúc Tết, chưa có thời gian đi du lịch cho nên hôm nay lượng khách vẫn còn ít đó cả nhà. Cả nhà ơi, gia đình Nguyệt Mai đã đến công viên bãi trước thành phố Vũng Tàu rồi. Bây giờ gia đình Nguyệt Mai sẽ qua bên đường để đi vào công viên tham quan nha cả nhà. Cả nhà ơi, Nguyệt Mai đang ở khu công viên trang trí xuân của Vũng Tàu này cả nhà. Ở đây không khí rất là mát luôn nha. Có một hàng cây.
Mèo Bình Dương kìa hả? Mèo Bình Dương kìa. Ô cái gì con sẽ nói Bình Dương. Cho nó Bình Dương. Quá quá trời Bình Dương. Đây như một vườn hoa hướng dương rất là đẹp luôn cả nhà. À, đây là chú mèo đỏ dễ thương chưa? Quay đi con, thật hình đi. Ngón tay thật thiện gửi chú
lên kia. Cửa có đôi mắt. Đúng rồi, bỗng tay quay mình lại. Bỗng tay mình lại đó. Đúng rồi. Tí chị lên đó chụp với em đi con. Dạ, giống Tí kìa. Tí. Tí lên đó chụp với em đi con. Em đi đang chụp hình cả nhà. Quay nữa. Yeah. Em thấy sao rồi.
thì nãy giờ gia đình Nguyệt Mai đi dạo công viên Vũng Tàu rồi, bây giờ gia đình Nguyệt Mai sẽ đi về nha. Nguyệt Mai chào cô chú chị và các bạn nha. Xin chào. Xin chào.